Kính thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với đêm công bố kết quả bán kết 7, cũng là đêm công bố kết quả cuối cùng của bán kết. Và bây giờ 7 tiết mục đã có mặt trên sân khấu, các thí sinh thân mến, chúng ta một tràng pháo tay dành cho họ. Nguyễn Hương Thảo, Trần Thái Sơn, Nguyễn Xuân Lân, nhóm Những Chú Sóc Con, Kiều Văn Thanh, Ngô Minh Tú và thầy giáo Nguyễn Xuân Trung. Với số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả, tiết mục đó sẽ tiến thẳng vào vòng chung kết. Và còn lại hai tiết mục sẽ do ban giám khảo chọn ra một tiết mục rất hồi hộp và căng thẳng. Chúng ta bắt đầu tìm top 3. Tên mà Quỳ Linh gọi đầu tiên đó là Nguyễn Xuân Lân. Bạn đã nhắm mắt lại và nở nụ cười rất tươi. Chúng ta có quyền hy vọng, có quyền khát vọng. Và ngày hôm nay thấy bạn cũng tươi như ngày nào, và hy vọng nụ cười đó sẽ mãi mãi trên môi của bạn. Đó là niềm tin, đó là động lực để chúng ta phấn đấu tiếp theo. Còn bây giờ chúng tôi rất tiếc phải chia tay với bạn. Ngô Minh Tú, bạn là một chàng trai hết sức bản lĩnh và luôn luôn đem sự hồi hộp đến cho khán giả, và đặc biệt đã làm cho giám khảo khóc. Và đêm vừa rồi bạn cũng đã làm cho ban giám khảo đổ mồi hột vì bạn. Thật sự là bạn là một tài năng, nhưng trong một cuộc thi này thì điều may mắn hết sức quan trọng. Bạn đã kém may mắn một chút, rất tiếc phải chia tay với bạn. Tên thứ ba, Trần Thái Sơn. Bạn từ Quảng Trị đến thành phố Hồ Chí Minh, những người thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn như những người thân và theo dõi từng bước đi của bạn, từng phần biểu diễn của bạn. Như tôi đã nói là cũng phải cần một chút may mắn. Rất tiếc là bạn của bạn không có may mắn. Còn bạn thì sao? Ngoài tài năng, bạn còn có sự may mắn. Chúc mừng bạn! Trần Thái Sơn là người đầu tiên đến với top 3. Tiếp theo, nhóm Những Chú Sóc Con. Các con thật dễ thương, các con đã tạo ấn tượng cho khán giả từ vòng loại đến vòng bán kết. Và bao giờ trong mắt mọi người, các con cũng là những chú sóc con vô cùng dễ thương, tuyệt vời. Nhưng trong cuộc thi thì cũng cần một chút may mắn. Các con đã không gặp may mắn, rất tiếc phải chia tay với các con. Kiều Văn Thanh, anh như một người nông dân, và anh đã đem đến một điều mới lạ, có thể nói là một điều mới, bởi vì chất sáng tạo của anh vô cùng quý. Một cây đàn có nhiều chức năng, anh có thể sử dụng bất kỳ một vật dụng nào để tạo ra âm nhạc. Và kết quả, thật buồn nếu như tôi chia tay với anh, thật vui nếu như chúng tôi đón chào anh đến với vòng chung kết. Và tôi phải nói rằng chúng tôi thật vui đón chào anh đến vòng chung kết. Kiều Văn Thanh. Như vậy là đã có hai tiết mục, còn lại một tiết mục vào top 3, đó là ai? Còn lại thầy giáo Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Hương Thảo, nàng tiên cá. Bạn đã làm bao nhiêu chàng trai phải mắc cạn trái tim vì bạn. Thầy giáo Xuân Trung đã làm sao xuyến và lay động hàng triệu trái tim mến mộ âm nhạc. Và thầy giáo dám thay đổi phong cách của mình một cách đột ngột, và sự thay đổi đó cũng là một nét hết sức thành công. Chúng ta chúc mừng điều đó. Và kết quả như sau: Hương Thảo hay Xuân Trung? Xuân
Trung đã chứng minh được tài năng của mình. Hương Thảo cũng vậy. Nhưng trong hai chỉ có một. Và đó là ai? Rất hồi hộp, tôi vẫn chưa biết kết quả. Bây giờ cho phép tôi nhìn lại kết quả. Chúc mừng ai đây? Chúng ta sẽ chúc mừng thầy giáo Xuân Trung hay là Hương Thảo? Thật đáng tiếc. Và khi nói lời chia tay với bất kỳ ai, và dù chia tay thì một trong hai bạn đều xứng đáng, và tôi phải nói lời chia tay với Hương Thảo hay là Xuân Trung đây. Chúng ta sẽ bắt đầu kết quả. Rất tiếc chúng ta phải chia tay với thầy Xuân Trung. Tôi chào Hương Thảo đến với vòng chung kết. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta phải chia tay với 5 tiết mục và đón chào 2 tiết mục còn lại. Cảm ơn các tiết mục đã đến với chúng tôi. Cảm ơn các thí sinh và chúc thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng ta luôn luôn theo đuổi ước mơ của mình và hướng về phía trước, đi thẳng về phía mặt trời. Xin chào tạm biệt. Chào các bạn. Như vậy là chúng ta đã chọn ra top 3. Và bây giờ tôi xin công bố người có số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả sẽ đi thẳng vào vòng chung kết. Đó là ai? Hương Thảo hay là Kiều Thanh hay là... Bạn đừng có giờ tim nữa, tôi cũng đập liên hồi đây. Và xin chúc mừng cho Kiều Văn Thanh. Chúc mừng! Kiều Văn Thanh đã nhận được chiếc vé đi thẳng vào vòng chung kết. Thưa quý vị, như vậy là Kiều Văn Thanh là nhân vật đầu tiên tôi gọi tên. Xin mời anh bước ra đây. Và cảm giác anh như thế nào? À, một người nông dân dành rất nhiều phiếu của khán giả, rất bất ngờ. Dạ cũng, Quang Thành cũng xin kính chào quý vị khán giả và ban giám khảo. Theo tôi, cảm giác của tôi trong lúc này cũng cảm giác như mình đang lên thiên đàng vậy. Tại vì chương trình của tôi biểu diễn đối với riêng tôi thì khoảng thời gian cách tôi tập luyện và tôi chế biến ra nhạc cụ rất là gấp. Tại vì so với tôi, giám khảo đã bình chọn và cho tôi được vào vòng bán kết. Từ hai tin đó thì tôi bắt tay vào việc tôi sẽ sáng kế cho mình nhạc cụ và tôi sẽ tự tập. Tự tập cho mình chứ nói thẳng ra thì tôi chưa có học ai hết. Và cái đó mong quý vị và ủng hộ khích lệ cho tinh thần của Quang Thanh. Quang Thanh rất là lo ngại mấy ngày nay về vấn đề của trình diễn của mình. Và mình cũng không khá tự tin về chương trình này mình sẽ... trong vòng chung kết. Nhưng bây giờ nó tự tin rồi. Bây giờ đã vào rất tự rồi. Tin và Quang Thanh sẽ tự cố lên và sẽ ráng làm gì để cho mình hơn nữa và trong cuộc đời của Thanh mai sau. Và cũng xin quý vị giám khảo và khán giả cũng như bình chọn cho Quang Thanh và vào vòng trong. Rồi, chúc mừng anh nha. Cố gắng lên, chúng ta sẽ còn chặng đường chung kết nữa. Chúc mừng anh. Chào quý vị, quay trở lại đêm công bố kết quả của bán kết 7. Và bây giờ còn 2 thí sinh, ban giám khảo sẽ chọn ra một thí sinh. Xin mời ban giám khảo. Mời anh. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng là anh Hà Lộc. Quả thật là tôi vẫn còn bị choáng vì cái kết quả vừa rồi. Quá ra cái đêm kết quả của... cái đêm cuối cùng của bán kết này lại là bất ngờ nhất đây. Bây giờ tôi sẽ không phân tích hai điểm mạnh của hai bạn còn lại nữa. Bởi vì tất cả những điều mà chúng tôi đã khen thì đã khen rồi. Bây giờ tôi sẽ nói về hai cái nhược điểm của hai bạn. Về Hương Thảo thì cái nhược điểm của bạn trong cái lần này thì lại là bạn lại giấu đi một cái phần quan trọng là thế mạnh của bạn là phần diễn xuất. Đấy, cái nhược điểm của... bạn Thái Sơn thì lại là tiết tấu của bạn bị đều quá mà thiếu cái câu trào để dẫn đến cái kết quả cuối cùng. Và cả hai cái nhược điểm của bạn, tôi tin rằng nếu các bạn vào vòng chung kết thì các bạn thừa sức để khắc phục được cái đó và làm hay hơn. Chính vì vậy mà đối với tôi thì cả hai bạn, bạn nào vào chung kết cũng đều xứng đáng cả. Nhưng để lựa chọn một trong hai thì còn là ý kiến của ba con người đang ngồi ở dưới đây. Vì vậy tôi sẽ quyết định sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Người mà tôi quyết định trao tấm vé để vào vòng chung kết đó là Hương Thảo.
Chúc mừng Hương Thảo, bạn đã nhận chiếc vé của nghệ sĩ Thành Lộc. Và tiếp theo, chiếc vé thứ hai sẽ dành cho ai đây? Tôi xin mời giám khảo Thúy Hạnh. Tôi nghĩ rằng là những cái điểm mạnh của hai bạn thì chắc là ai cũng nhìn thấy được rồi ạ. Hai bạn đều có những cái rất là riêng của mình. Hương Thảo cũng là, mặc dù là hát thì rất là nhiều rồi, nhưng mà cái phần hát của bạn lại là một cái đặc sản riêng của Việt Nam Scott Talent mùa này. Thái Sơn cũng có phần thi cũng rất là màu riêng, có một cái màu riêng và cũng không đụng hàng với ai cả. Hai bạn cũng đều mang đến cho chương trình những cái không khí rất là khác nhau. Hương Thảo thì mang được một không khí rất lãng mạn, và Thái Sơn thì mang một không khí rất là sôi nổi. Mặc dù là cái tiết tấu chương trình vừa rồi của bạn thì chưa được cao trào lắm, nhưng mà bạn đã làm rất tốt và đã thể hiện được cái khả năng của bạn rất tốt. Và bản thân là khi mà bạn trình diễn thì tôi nhìn thấy được cái niềm đam mê của bạn. Và một cô gái về khoa học như Hương Thảo mà đam mê ca hát được như Thảo cũng là một điều rất là đáng trân trọng. Và bây giờ tôi sẽ chỉ nói ra một quyết định của tôi thôi. Và tôi dành cái sự lựa chọn của tôi cho Thái Sơn. Thái Sơn, chúc mừng Thái Sơn. Như vậy là 1-1. Huy Tuấn lại tiếp tục chịu áp lực đây. Quả bóng này anh sẽ đá cho ai chụp? Tôi nghĩ là con mình anh Lộc biết đá bóng thôi. Không ngờ là cô Hạnh cô đá bóng cũng khá là xoáy. Trở lại với hai bạn thì Ban Thảo, thực sự thì bạn có một cái giọng hát rất là đặc biệt. Nếu mà không có một cái sân khấu như là Got Talent thì thực sự là tôi không nghĩ là một cái ngày gần nhất mà chúng ta có thể chứng kiến được những giọng hát đặc biệt như thế ạ. Còn Thái Sơn thì là một trong những cái thí sinh mà đêm vừa rồi đã vượt qua chính mình, tôi nghĩ là như thế. Vậy tiết mục của bạn ấy rất là tiến bộ so với chính bản thân của bạn ấy, nó sinh động hơn và nó cuốn hút hơn. Tuy nhiên thì tôi phải lựa chọn lấy một người thì rất khó khăn đúng không ạ? Tôi nghĩ là tôi muốn ăn đặc sản thêm lần nữa và tôi chọn Hương Thảo. Hương Thảo, chúc mừng bạn. Và dù sao cũng phải nói lời nuối tiếc với Trần Thái Sơn. Chúc bạn nhiều niềm vui cuộc sống và luôn luôn theo đuổi ước mơ của mình. Chúc mừng Hương Thảo lần nữa. Và xin mời trở lại sân khấu anh Kiều Văn Thanh. Xin mời Hương Thảo, bạn có thể phát biểu vài cảm nghĩ trong giây phút này khi cả ba giám khảo, có hai giám khảo chọn bạn. Đã qua giây phút hồi hộp rồi và bây giờ thì em cảm thấy rất là vui khi mà ban giám khảo đã tin tưởng vào những cái gì mà em có thể sẽ mang lại cho khán giả ở vòng chung kết. Và em thật sự rất muốn cảm ơn trước hơn hết là ban tổ chức và ekip của chương trình đã dàn dựng cho em một sân khấu rất là phù hợp với cả bài hát của mình. Tiếp theo là em muốn cảm ơn tất cả những khán giả đã yêu mến và đã bình chọn cho em. Và em cảm thấy thực sự rất vui tại vì không đã có nhiều người yêu thích mình và cái thể loại mà mình lựa chọn để thể hiện đến như vậy. Em xin hết ạ. Anh Kiều Văn Thanh bây giờ anh bình tĩnh chưa? Tay anh vẫn còn rung. Anh Kiều Văn Thanh vẫn còn rung và đang hồi hộp. Xin mời anh. Dạ, tới bây giờ cũng chưa hết rung, nhưng mà cũng cố gắng nói để gượng nói để cho nó xong chương trình để anh nghỉ ngơi. Đối với em, một điều cao lớn nhất trong cuộc đời em, từ ngày mới sinh ra tới bây giờ, điều quý nhất của em trong khúc giờ phút này, cho kể điều tới ngày, phải nói là tới ngày em chết. Trời ơi. Phải nói là em cũng rất là vui, tại vì từ nhỏ tới lớn, em đã khổ từ nhỏ tới lớn rồi. Nếu mà nói ra cái này, vấn đề gia đình thì ba mẹ em ở nhà chắc có thể khóc vì em, tại vì cuộc đời em bất hạnh đối với cha mẹ. Rồi em tự lập, và bây giờ em đã cố lên, và cũng mong